ở kỹ sư 065 á, cái màn hình chạm áp là mấy trang web trên mạng đang mình nó nói vừa ngày lâu thì tivi thấy nhiều ha, 65 inch còn màn hình to ha, mới thấy lần đầu ha. Để cái dịp đi qua cửa hàng thì thấy một khách mua ông đặt Dell Ultrasharp 43 inch 4K, cái này nó cũng tương đương bự hơn cái tivi nữa bạn nhé. Phát chưa? Còn có thiếu mua ha. Mua chụp ảnh nè, quảng cáo cho công ty luôn. Dùng nhạc làm bài gọi gì đây, mua đầu tư cái này chơi cái màn hình. Mấy năm trước tôi hỏi rồi đó mà không có hay không có ra màn hình nào lớn vậy chứ á. Dell Ultrasharp 43K. Màn hình này thì phải ngồi xa các bạn ha. Đây, Dell Ultrasharp 43 inch 4K. 20 mấy triệu các bạn ha. Thấy Hugo test khoảng 23, 23,5 triệu, 20 mấy triệu. Ta tính ra một phổ biến 27 triệu. Sau cái TV 43 inch thì nó rẻ ha. TV 43 inch của Samsung thì khoảng 8 triệu mấy, nhưng mà mua của Xiaomi thì mình nghĩ nó cũng rẻ hơn, 5-6 triệu. Còn 43 inch mà nó Ultra này chắc nó cái này quá bạn ha, màn trắng trắng này chịu chơi ha. Thường cái này mình phải có cái máy tính mạnh với cái mình để cái nhỏ xa cầm với HDMI dài để điều khiển chứ ngồi gần nó mệt. Đây nó chắc cái kiểu này nè bạn ha, khá đẹp. Ồ, sang trọng quá ha. 43 inch này lắp phải ngồi xa ha, phải có dây HDMI kéo dài các bạn, ngồi gần nó mệt lắm. Cái này mấy anh này anh xài anh làm YouTube, anh dựng phim hay là anh âm thanh cho nó nói anh cần mở rộng ra rõ màu ha. Mình thì không gần cái này đỉnh nè. Trời, đường nét nó đã ha. Khác khủng. À cái này thấy mình làm màn hình giám sát. Cũng cái lỗ này chắc cái cổng của nó là bao luôn các bạn ha. Quá nhiều cổng luôn ha. Quá nhiều cổng. Chập khép sức nhiều cái màn hình ra ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cổng thay C, audio, USB, Tenlock, USB, downstream gì đủ kiểu hết. Chuyên dụng. Rồi lâu thấy một cái màn hình to thì mình đưa lên thấy bạn ha. Của người mới ta.